ngồi bên anh nhưng sao nước mắt em rơi. Em đã cố không cho tiếng khóc thành lời, chẳng bởi vì anh đã quá yêu em ngọt ngào nên giờ đây quay lưng đắng cay. Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt cứ rơi. Em đã cố không cho nước mắt vẫn tuôn trào. Em sẽ đợi anh đi sẽ không thật nhiều, tuy nhìn nhau mà hai chúng ta cứ như người vô hình. Nhật ký ngày tháng năm. Chào anh, lâu quá mình không gặp. Hôm qua tình cờ em xem lại bộ phim The Ghost, không biết tại sao bỗng nhiên em đã khóc. Có lẽ do bộ phim quá lãng mạn, hay do trái tim em đang nhớ đến anh. Ngồi bên em mà chẳng thấy em, đi cạnh em mà chẳng nói chi. Chẳng giờ đây trong trái tim anh đã không có hình bóng của em. Ngồi bên em mà như chẳng quen, anh nhìn em sao quá ngại ngùng. Mà người thầm đời ta đã yêu và yêu, chẳng lẽ anh đã quên hết sao? Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt em rơi. Em đã cố không cho tiếng khóc thành lời, chẳng bởi vì anh đã quá yêu em ngọt ngào nên giờ đây quay lưng đắng cay. Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt cứ rơi. Em đã cố không cho nước mắt vẫn tuôn trào. Em sẽ đợi anh đi sẽ không thật nhiều, tuy nhìn nhau mà hại chúng ta cứ như người vô hình. Nhật ký ngày tháng năm. Hôm nay tình cờ mình gặp lại nhau, đáng lẽ nó phải là ngày em rất hạnh phúc, nhưng cuối cùng nó lại là ngày em rất buồn. Buồn đến nỗi em không biết phải làm sao để đối diện với nó nữa. Anh biết không, cảm giác ngồi đối diện với người mình yêu thương mà như hai kẻ xa lạ không quen biết, thực sự rất khó chịu. Khó chịu đến nỗi mặc dù em đã cố chấp nhận rằng mình đã mất anh, nhưng nước mắt vẫn rơi. Ngồi bên em mà chẳng thấy em, đi cạnh em mà chẳng nói chi. Chẳng giờ đây trong trái tim anh đã không có hình bóng của em. Ngồi bên em mà như chẳng quen, anh nhìn em sao quá ngại ngùng. Mà người thầm đời ta đã yêu và yêu, chẳng lẽ anh đã quên hết sao? Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt em rơi. Em đã cố không cho tiếng khóc thành lời, chẳng bởi vì anh đã quá yêu em ngọt ngào nên giờ đây quay lưng đắng cay. Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt cứ rơi. Em đã cố không cho nước mắt vẫn tuôn trào. Em sẽ đợi anh đi sẽ không thật nhiều, tuy nhìn nhau mà hai chúng ta cứ như người vô hình. Người vô hình nhưng vẫn nhìn thấy nhau, người vô hình nhưng trong lòng em đã cố không cho tiếng khóc thành lời, chẳng bởi vì anh đã quá yêu em ngọt ngào nên giờ đây quay lưng đắng cay. Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt cứ rơi. Em đã cố không cho nước mắt vẫn tuôn trào. Em sẽ đợi anh đi sẽ không thật nhiều, tuy nhìn nhau mà hai